Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây có cái câu hỏi á, là ngũ uẩn quan hệ thế nào với 12 nhân duyên, năm uẩn và 12 nhân duyên. Quý vị hỏi á, là hai cái này có quan hệ như thế nào với nhau. Quý vị biết á, là cái ngũ uẩn tức là năm cái nhóm chất chứa, và năm cái nhóm chất chứa này có nghĩa là đây là cái chất liệu để tạo ra tất cả cảnh giới, kể cả tinh thần và vật chất của các cảnh giới. Mình nói năm uẩn chứ là đang nói tới tổng hợp của tất cả các chất liệu mà hình thành nên tất cả pháp giới này. Và quý vị biết á, là cái pháp giới này á, là nó có ba cái thế giới sai biệt khác nhau. Đó là thế giới dục, thế giới sắc và thế giới vô sắc. Và nó chia thành 31 cõi sống khác nhau. Trong 31 cõi sống đó thì có 6 loài chúng sanh đang sống, và có 4 hình thức sanh. Ví dụ như á, là 31 cõi sống đó là có cõi dục có 11 cõi, cõi sắc có 16 cõi, và cõi vô sắc có 4 cõi, cộng lại đó là 31 cõi. Như vậy thì 31 cõi sống đó chia ra làm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là gì? Là tất cả những chúng sanh ở nơi đó lấy năm trần làm đối tượng, có nghĩa là lấy sắc, thanh, hương, vị, xúc làm đối tượng. Và chính cái đối tượng đó sẽ làm cho họ sanh ra cái tâm là ưa thích hoặc là không ưa thích đối với các đối tượng đó, gọi là dục giới. Còn cảnh của sắc giới á, thì là họ lấy cái tâm thiền làm đối tượng. Còn cảnh vô sắc giới á, thì lấy cái tâm định làm đối tượng của cảnh giới đó. Và 31 cảnh giới này á, thì có 6 loài chúng sanh đang sống. Đó là chúng sanh ở địa ngục, chúng sanh á, ở cõi ngạ quỷ, chúng sanh ở cõi súc sanh, chúng sanh ở cõi Atula, chúng sanh ở cõi người, và chúng sanh ở cõi trời. Riêng về cõi trời á, thì gồm có cả 3 cõi, đó là trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Còn ở cõi người thì chỉ có dục giới thôi. Còn ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula chỉ có cõi dục giới thôi. Riêng đặc biệt chỉ có cõi trời mới có 3 cõi thôi, là dục, sắc và vô sắc. Như vậy thì cái chất liệu gì để tạo nên, thứ nhất là cảnh giới, thứ hai là chúng sanh, đó là ngũ uẩn. Có nghĩa là ví dụ như cái cảnh giới, thì cái cảnh giới ta bà mình ở đây đó, mình thấy xung quanh mình là cái gì? Xung quanh mình là sắc phải không? Xung quanh mình là tứ đại phải không? Chúng ta thấy là xung quanh mình là sắc nè, xung quanh mình là tứ đại, xung quanh mình là tất cả các cái loài chúng sanh, gồm có loài người và các cái loài vật. Như vậy thì là ở cõi này thì tất cả cái gì mà mình nhìn thấy được, là nghe được, ngửi được, nếm được là đối tượng của năm căn của mình. Và pháp trần là đối tượng căn thứ 6 nằm ở trong tâm của mình. Còn là tất cả các cái đối tượng căn mình nằm ở phía bên ngoài. Như vậy thì khi mà cấu tạo nên cái thế giới hoặc cấu tạo nên các cái loài chúng sanh thì là bằng ngũ uẩn á. Và loài chúng sanh nó cũng chia làm hai loại nữa. Một loài có thể nhận diện được tất cả những cái gì xung quanh mình, và một loài nó không nhận diện được tất cả những gì xung quanh nó. Ví dụ như cái ly này, nó không nhận diện được tất cả gì xung quanh nó. Và nếu là một người hay là một cái con vật, nó có thể nhận diện được những cái gì xung quanh nó bằng cái nhận diện đúng hoặc là sai mà thôi. Có nghĩa là một thể tương đối tới cỡ nào, chứ không phải là nhận diện đủ hết tất cả cái xung quanh. Kể cả con người cũng không nhận diện được tất cả cái xung quanh nó, xung quanh con người. Con người chỉ nhận diện được một phần của con người mà thôi. Ví dụ như những cái gì con người thấy, những cái gì con người nghe, người ngửi, người nếm, con người là nghĩ tới, thì con người sẽ nhận diện được. Như vậy thì con người chỉ nhận diện được hai cái thôi, đó là nhận diện được là hình tướng và tính chất của tất cả các pháp xung quanh. Và nếu là con chó
thì nó cũng nhận diện được đó, nhưng mà cái cấp độ nhận diện nó không rõ ràng gì cái nhận diện. Ví dụ như chúng ta nhận diện, chúng ta thấy đây là màu xanh, chúng ta biết đó là màu xanh. Và cái màu xanh này nó là miếng vải, chúng ta biết đó là miếng vải. Như con chó nó nhìn cái màu xanh thì nó biết là xanh thôi, chứ nó không phân biệt là xanh, vàng, đỏ, trắng một cách rõ ràng như mình. Và nó không phân biệt được là đây là cái tấm vải, tấm vải này dệt do công nghệ gì và ở đâu dệt ra, đó là tính chất của cái tấm vải đó, thì con chó nó không biết. Tức là nó biết mà nó biết một cái rất là nhỏ thôi. Con người biết là biết hơn các cái loài khác. Ví dụ như loài ở địa ngục đó, thì người ta biết tới cái cỡ nào ở xung quanh cảnh của địa ngục. Loài ở cảnh nào thì biết cảnh ở cảnh đó thôi, chứ loài ở cảnh này không biết ở cảnh kia. Ví dụ như cảnh ở Tây Phương Cực Lạc đây, chúng ta đang ở cảnh giới Ta Bà, thì chúng ta bằng cái căn là đối với Ta Bà, nên chúng ta chỉ biết những cái Ta Bà thôi. Còn cái mà cảnh giới của cõi trời, chúng ta dùng căn của mình để mà mình nhìn nhận cái cảnh giới của cõi trời thì là không nhìn nhận được. Tại vì cái cảnh cõi trời không phải là đối tượng của căn của con người, cho nên chúng ta cũng không nhận diện được. Như vậy thì cái mà chúng sanh hữu tình hoặc là vô tình, hoặc là tất cả các loài chúng sanh sống ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, tổng cộng là có 11 cõi dục giới, 16 cõi của sắc giới, phạm thiên và 4 cảnh giới của vô sắc giới. Như vậy thì cái chất liệu mà cấu tạo nên cảnh giới đó, đó là ngũ uẩn. Chất liệu mà cấu tạo nên các loài chúng sanh hữu tình và vô tình, đó là ngũ uẩn. Vì ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là tất cả những cái gì mà nó tạo hình thành nên tất cả các cái của thế giới, trong tất cả các cảnh giới và tất cả các loài chúng sanh. Ví dụ như địa ngục cấu tạo bởi gì? Cấu tạo bởi một hình thức nào đó của ngũ uẩn. Trong năm uẩn này nó không bắt buộc phải là có đầy đủ năm uẩn, nó sẽ có từ 1 cho tới 5. Bây giờ ví dụ như có những cái nó chỉ có sắc uẩn thôi, chứ nó không có gì khác nữa hết. Có một cái là nó chỉ có sắc với cái cảm thọ. Rồi có những cái là nó chỉ có tưởng thôi. Trời hữu tưởng, trời vô tưởng, ví dụ như đó. Hoặc là có một cái nó không có tưởng. Nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là năm uẩn. Tức là tất cả trời đất gì chỉ có năm uẩn đó thôi. Uẩn là gì? Là những nhóm chất chứa. Ví dụ như sắc có nhiều sắc sai biệt khác nhau, nó chất chứa trong một nhóm gọi là nhóm sắc. Thọ tức là cái trải nghiệm trên đối tượng đó, là cảm thọ vedana, sắc là rupa, thọ là vedana. Thì cái mà dòng cảm thọ này nó có nhiều cái dòng cảm thọ khác nhau, người ta tính toán ra tới 108 cảm thọ khác nhau lận. Và chính những cái cảm thọ này nó sẽ là nhiều cái nó tập hợp nên gọi là quẩn, thọ quẩn. Rồi tưởng là gì? Tưởng gọi là tưởng tri, tức là biết những cái hình ảnh ở trong quá khứ, ở trong hiện tại, hoặc hình ảnh của mình vẽ ra, ở trong hình ảnh của mình tạo ra, vân vân. Thì nó chất chứa tất cả hình ảnh, tất cả đoạn phim đó lại á, thì gọi là quẩn tiếp. Đó là tưởng quẩn. Còn chúng ta có những cái suy nghĩ, những cái xử lý thông tin. Ví dụ như mình suy nghĩ về cái này, suy nghĩ về cái khác, và mình tính toán, mình so đo, mình nói thầm, mình so sánh ở trong tâm của mình, thì đó được gọi là hành, hành quẩn. Rồi những cái gì mà nó nhận biết những cái thế giới xung quanh nó, ví dụ như thế giới xung quanh nó, đây là cái khăn thì nó nhận biết là cái khăn, đây là cái bàn thì nó nhận biết là cái bàn, đây là nóc nhà nó nhận biết là nóc nhà, đây là cái ghế nó nhận biết là cái ghế, đây là cái đồng hồ nó nhận biết là cái đồng hồ, đây là xanh vàng đỏ trắng hay là mùi thơm mùi thối, hay là đắng cay chua chát ngọt bùi hay là nóng lạnh, ở thế giới quan xung quanh của nó nhận biết được. Thì cái gì biết? Thức biết. Mình nói con người mình biết chứ không phải là con người mình biết, mà là thức của con người biết, chứ không phải là con người biết. Tại con người nó còn có thân và tâm. Cái thân á thì nó biết gì? Dạ quý vị, nếu cái thân á thì nó biết nóng biết lạnh, nó những cái gì mà nó thuộc về xúc thì thân nó biết thôi. Chứ còn nóng lạnh do cục nước đá nóng, cục đá lạnh, hay là do mặt trời nóng, hay là do lửa nóng, thì cái thân đâu biết. Cái đó là ý thức nó mới biết. Do đó mà cái tâm nó mới biết, chứ thân nó không biết cái đó. Mà cái thân á thì cũng có cái tâm của cái thân. Tâm của cái thân đó là thân thức. Tâm của con mắt đó là nhãn thức. Tâm của lỗ tai đó là nhĩ thức. Tâm của lỗ mũi là tỷ thức. Tâm của cái lưỡi là thiệt thức. Tâm của cái thân là thân thức. Còn tâm của cái ý, của cái ý căn á thì gọi là ý thức.
Nên đó gọi là các cái uẩn. Và các cái uẩn này nó được là hình thành do nhân duyên, mà uẩn có thể là hợp lại đủ 5 cái uẩn, hoặc là 4 cái uẩn, 3 cái uẩn, 2 cái uẩn, 1 cái uẩn. Và chính những cái mà nội uẩn và ngoại uẩn, nội uẩn là hình thành nên cái bản ngã, ngoại uẩn là xung quanh cái bản ngã đó, thì cái nội uẩn đó thì người ta được gọi là cái nội xứ, còn cái ngoại uẩn đó thì gọi là các cái ngoại xứ. Như vậy thì nội xứ nó sẽ bắt cái ngoại xứ và biết được cái ngoại xứ thông qua thức, thông qua cái thức uẩn. Do đó thì người ta được gọi đó là ngũ uẩn. Nên á, tất cả các pháp đều do ngũ uẩn hình thành, do duyên, và tất cả các pháp đều tan hoại và trả về với ngũ uẩn, kể cả thân và tâm của mình. Nên người nào mà biết rõ như vậy thì trong kinh Bát Nhã gọi rằng là soi thấy ngũ uẩn giai không, tức là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Có nghĩa là chiếu kiến năm uẩn, tánh của năm uẩn là tánh không, tùy duyên mà có, tùy duyên mà mất. Nên bản tánh của năm uẩn là tánh không. Nên năm uẩn ở trong cái thế giới vô thường khổ vô ngã thì năm uẩn vẫn là vô ngã. Nên chúng ta đừng có chấp thủ mà giận, mà hờn, mà ghét, mà ghen, mà mến, mà ưa đối với nó, thì chúng ta bị sai lầm. Đó là một dạng tà kiến đối với ngũ uẩn, gọi là chấp thủ ngũ uẩn. Như vậy thì cái câu hỏi á, hỏi là ngũ uẩn quan hệ như thế nào về 12 nhân duyên. Tức là ngũ uẩn quan hệ như thế nào về cái 12 nhân duyên. Trong cái 12 nhân duyên á, thì đầu tiên á, thì được gọi là vô minh. Vô minh là đang nói tới một cái loài chúng sanh hữu tình. Loài chúng sanh hữu tình do là không có hiểu biết, mà cái hiểu biết này thì là cái hiểu biết về trí, tức là về thể trí. Không có hiểu biết, do nên không có hiểu biết nên họ tạo nghiệp. Do không hiểu biết nên họ tạo nghiệp, đó là vô minh sanh hành đó. Hành đó là cái hành nghiệp đó, sankhara, trong tiếng Bali gọi là sankhara. Vô minh đó thì vô minh nó lại sanh hành. Hành đó thì lại sanh ra thức, tức là sự nhận rõ biết tất cả thế giới xung quanh. Thức á lại sanh ra danh sắc, tức là sanh ra thân và tâm của chúng sanh. Nói sanh chứ không phải là sanh, mà nó là duyên. Duyên sanh với sanh nó khác nhau. Sanh tức là bản thân nó sanh ra, duyên là cái này nó làm đủ các điều kiện để nó sanh ra. Tất nhiên ví dụ như là trà đá với đường thì cộng lại thành là trà đá đường, đó là đủ duyên đó. Còn không đủ duyên thì nó thiếu một món, nó sẽ không thể hình thành ra. Như vậy vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, sắc thành lục nhập, lục nhập là sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh. Và kết quả của sanh là già, bệnh chết. Và trong thời gian già bệnh chết thì người ta sầu bi khổ u não. Như vậy người ta chi nguyên tận cùng là từ vô minh mà nó lại biến chuyển đi tới cảm thọ khổ của tất cả các loài chúng sanh. Như vậy thì từ cái cảm thọ khổ và loài chúng sanh khổ hay là vô minh, thì tất cả những cái đó nó đều là nằm ở trên cái năm uẩn này. Có nghĩa là một trong những hình thức của năm uẩn mà thôi. Như vậy là trong 12 nhân duyên không thoát ra khỏi năm uẩn. Và năm uẩn đó nó biến hiện thành là 12 nhân duyên. Và 12 nhân duyên đó nó thay đổi thì nó thay đổi ở trên nền của uẩn. Vì uẩn đó là bản chất bản thể của tất cả các cái chúng sanh hữu hình, hữu tình và vô tình. Tất cả các cái khái niệm nằm trên uẩn này hết, tức là nó không nằm ngoài cái uẩn đó. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức nó không nằm ngoài cái uẩn đó. Như vậy thì uẩn là nó bao hàm tất cả các cái ở trong trời đất, trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn 12 nhân duyên là cái sự hình thành và hoại diệt của một cái uẩn khi nó đủ duyên để nó hình thành nên một uẩn, hai uẩn, ba uẩn, bốn uẩn, năm uẩn, hay là nó không có uẩn nào cả. Quý vị, nếu mà tới nào nó không có uẩn nào cả là đó là cái thể giới của Niết Bàn này. Niết Bàn tức là nó không còn nằm ở trong cái thể uẩn nữa. Và chính cái uẩn này nó phụ thuộc vào cái xứ mà nó hình thành, nên nó bắt cái uẩn ở phía bên ngoài, tức là nội xứ và ngoại xứ, nên nó hình thành ra một cái chất liệu gọi là tâm phiền não đó.
và tâm phiền não nó tác động lên cái quẩn với cái xứ của một loài chúng sanh, và loài chúng sanh đó sẽ hành nghiệp sanh ra tiếp, và chính nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi tiếp như vậy đó. Do đó mà ngũ uẩn nó là bao hàm với tất cả các cái 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là cái sự chuyển biến của ngũ uẩn mà thôi. Chuyển biến ngũ uẩn do gì? Do duyên. Do duyên thì cái uẩn nó sẽ chuyển biến khác nhau. Một uẩn nó có thể nhiều cái sắc, nhiều tạm thọ, và có thể kết hợp giữa sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay là chỉ có sắc không. Ví dụ như cục đá có sắc không ạ? Nó đâu có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Quý vị, chứ còn nhầm người á, còn hỏi lại nữa là tại sao mình biết cái cục đá nó không biết. Quý vị, trong bài hát của ông Sơn ấy, làm sao em biết bia đá không đau, vân vân. Thì cái đó là người ta nói một câu nói vậy thôi, chứ thực ra nó không có sự phản ứng, nó không có sự cảm nhận. Cho nên nó là cái chúng sanh, không phải là chúng sanh hữu tình. Nên các cái quẩn hợp lại nó hình thành nên hai cái loại. Một loại á, là có tình, là có thức để nhận biết, tức là loại có tâm đối với cảnh xung quanh, và loại không có tâm, cảnh xung quanh đều là chúng sanh, mà chúng sanh đó thì một hình thức nào đó của ngũ quẩn mà thôi. Cho nên á, mình cũng là ngũ quẩn, tất cả xung quanh cũng là ngũ quẩn. Thì nếu chúng ta nói ngũ quẩn của mình khác với ngũ quẩn kia là chúng ta bị tà kiến đó. Còn chúng ta nói ngũ quẩn mình giống ngũ quẩn kia thì nó cũng là tà kiến luôn. Mà quẩn này với quẩn kia chẳng đồng chẳng khác, do duyên sanh duyên diệt mà thôi. Nó không khác cũng không có đồng, giống hệt như là hột cát với một đống cát. Cái đống cát, hột cát á, thì nó khác nhau, và cát á, thì nó giống nhau. Như vậy thì quẩn nó giống nhau, nhưng mà hình thức thể hiện của quẩn nó khác nhau. Nên 12 nhân duyên là một hình thức thể hiện khác nhau của ngũ quẩn. Khi nó biến chuyển, nó tan cái này, nó tạo ra kia, hoặc cái này nó sẽ làm duyên cái kia, trên nền tảng ngũ quẩn mà thôi. Nhưng nếu ai mà có thể thấu triệt ngũ quẩn, đạt tới ngũ quẩn giai không, có thể đoạn được 12 nhân duyên này và chấm dứt đau khổ, thành một cái vị duyên giác Phật, hoặc là một cái vị độc Phật. Cái gì? Cho nên đó là chúng ta học 12 nhân duyên để mà mình suy về 12 nhân duyên, mình sẽ thấy các cái quẩn đó hình thành ở trên đó. Và cái câu hỏi tiếp theo, chúng ta có cái câu hỏi, còn những cái câu trả lời mà nếu mà quý vị không có hiểu chỗ nào thì chúng ta sẽ trao đổi lại phần đó. Thưa thầy, cho con hỏi, khi một vị chứng quả A-la-hán thì có phải chắc chắn sẽ có được thần thông hay không? Và có vị nào khi chứng quả vị A-la-hán mà không có thần thông hay không? Cái điều này quý vị xem là 152 bài kinh Trung Bộ là quý vị biết hả? Một vị chứng quả A-la-hán như thế nào gọi là một vị chứng A-la-hán? Một vị chứng A-la-hán thì tuyên bố với thế gian là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào nữa cả. Tức là một cái vị mà chứng được A-la-hán thì là tuyên bố thế gian như vậy. Nhưng mà về cái kỹ thuật mà Đức Phật nói ở trong kinh á, một vị mà chứng đạo trong bốn quả vị thánh, đó là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán, như thế nào gọi là sơ quả? Sơ quả thì được gọi là nhập lưu hoặc là thất lai. Thì một cái vị chứng sơ quả đó thì sẽ được cái tâm sơ quả ở trong A Tỳ Đàm, tâm đạo và tâm quả của sơ quả. Và cái vị này á là sanh cõi người và cõi trời thôi, không sanh cõi nào khác. Nên một người nào gọi là chứng đạo thì chỉ có hai cõi sanh thôi, một là người, hai là trời, trời dục, trời sắc, trời vô sắc, tùy vào cái mức độ mà tâm của họ chứng như thế nào. Do cái gì? Ví dụ như là họ do có bốn thiền, năm định mà họ chứng đắc A-la-hán, hoặc là sơ quả, nhị quả, tam quả, chứng quả. Thì khi mà chưa phải A-la-hán thì có thể sanh cõi người và cõi trời, sai biệt khác nhau do tâm thiền đó đó, và do cái tâm đạo và tâm quả khi mà họ chứng. Như vậy thì một vị đắc sơ quả, tại sao gọi là sơ quả? Một vị đắc sơ quả là vị đó đã cởi trói được ba cái pháp tâm làm tăng cái độ vô minh của tâm của mình. Đó là thân kiến, nghi với cấm thủ. Thân kiến tức là kiến chấp vào trong thân, tức là chấp vào tứ đại. Cho tứ đại là mình, cho tứ đại là của mình, cho tứ đại là tự ngã của mình. Nên một người có cái tri kiến, tức là một người có cái chánh tri kiến, thì họ không thấy cái thân mình là mình, là của mình, là tự ngã của mình nữa, mà thân này là của tứ đại. Nó sẽ chịu cái quy luật
của nhân duyên, đó là duyên hợp và duyên tan. Mà duyên hợp duyên tan gọi là sanh và diệt đó. Có nghĩa là cái thân mình đó là nó sẽ bị sanh diệt bởi thời gian, và khi nó rã đi thì nó sẽ trả về với các cái nơi mà nó đến, đó là nơi năm uẩn mà nó đến, nơi là bốn đại mà nó đến. Như vậy thì cái thân mình thật ra nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã mình, mà cái thân mình là duyên đủ điều kiện để tạo ra thân mình mà thôi. Đó là phần sắc uẩn nó tạo ra mà thôi, chứ không phải là cái thân mình nó có gì nó tồn tại mãi mãi. Mà thân mình do sự sức nóng của mặt trời nó sẽ thiêu đốt, nên nó cũng già, cũng bệnh, cũng chết, nên ta vượt qua khỏi thân kiến. Cái thứ hai nữa là học pháp của nhà Phật và tư duy pháp nhà Phật, ta sẽ mở mang ra được những cái thế giới quan xung quanh của mình. Nên đó là họ biết hết, họ biết về nhân quả nghiệp báo, họ biết sự hình thành và hoại diệt của danh và sắc, họ biết được cái chiều lưu chuyển của 12 nhân duyên, và họ biết chiều hoàn diệt của 12 nhân duyên như thế nào. Như vậy mình sống ở trong nhân quả nghiệp báo, tuần hoàn sanh tử, 12 nhân duyên chuyển đổi với nhau nên tạo ra những cái pháp khác nhau mà thôi. Do đó họ không còn nghi ngờ gì bất tất cả các cái khác nữa, kể cả nghi ngờ Phật, Pháp và Tăng. Họ không còn nghi ngờ và không nghi ngờ chính bản thân mình nữa, thì họ vượt qua là phần nghi về các pháp. Rồi á, cái thứ ba là do họ phát huy được cái trí tuệ đó nên đủ cái tuệ sáng rồi, thì những cái gì mà nó kế thừa ở trong những cái đời trước mà lưu lại đời sau đó, thì nếu cái nào là đúng thì họ giữ lại, họ phát huy. Cái nào sai họ sẵn sàng họ bỏ, chứ không phải là họ làm theo mà ông mình biết đúng sai gì cả. Ai quy định sao làm vậy à? Còn đúng sai rồi là khổ đau hay sung sướng không cần thiết nữa, quý vị, thì lúc đó thì họ sẽ rất là sai lầm trong phần này, thì gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là chấp thủ vào một cái gì đó được truyền từ cái đời trước sang tới đời của mình, và nếu cái điều đó nó làm cho mình đau khổ, mọi người xung quanh đau khổ, người ta vẫn làm, người ta chấp vào cái đó, nó trở thành nguyên tắc, nó trở thành quy điều, nó trở thành những cái quy định của người xưa, và không ai có thể bỏ được điều đó, quý vị. Tại sao không bỏ được? Nếu điều đó nó nguy hiểm cho thế hệ bây giờ, điều đó nó sẽ không phù hợp với thế hệ bây giờ, thì cái người có trí tuệ đầy đủ họ sẽ thấy cái điều đó. Mình sống là mình phải làm sao cho đời tốt đẹp, nhưng mà chính những điều này nó sẽ làm không làm cho đời tốt đẹp, thì lúc đó ta sẵn sàng người ta bỏ đi, thì đó gọi là giới cấm thủ. Như vậy đó, thân kiến nghi với cấm thủ, ba điều này đoạn diệt thì trí tuệ phát sanh, và người đó sống trong cái chánh tri kiến. Đã có chánh tri kiến, đã có trí tuệ rồi, thì cái trí tuệ nó trở thành đẳng cấp. Tại vì tâm tuệ nó sanh ra là sanh liên tục, tâm tuệ nó sanh ra là sanh liên tục, liên tục, liên tục. Nếu cái tâm nào mà nó lớn hơn cái tâm tuệ thì tâm đó nó xen vào tâm tuệ nó sanh. Tâm nào nhỏ hơn tâm tuệ thì tâm tuệ nó vẫn hiện diện liên tục. Một tâm không phải là một cái cục vàng mà chúng ta giữ, mà một tâm nó sẽ hiện lên trong vòng ba sắc na, và nó sanh liên tục như vậy. Thì tất cả các tâm phiền não nó sanh rồi nó diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Còn tâm tuệ nó sanh liên tục, nó sanh. Nếu cái sanh tâm nào mạnh hơn tâm tuệ thì nó sanh lên, nó lớn tâm tuệ. Còn cái tâm nào nó nhỏ hơn tâm tuệ thì tâm tuệ vẫn sanh liên tục. Và tâm tuệ nó sanh ra bất kỳ ở cảnh giới nào thì tâm tuệ nó vẫn sanh tiếp như vậy đó. Tức là tâm tuệ nó ở trong chúng sanh, nó sanh lên mà nó không phụ thuộc vào bất kỳ cái gì cả. Cho nên nếu chúng ta mà đủ tuệ rồi, quý vị, thì tất cả các cái tâm kia nó sanh không có được, tại vì nó thấp hơn tâm tuệ. Dù tâm tuệ biên độ cao nè, nó thấp hơn đây nè, thì nó không thể nào nó lấn qua tâm tuệ được. Mà tâm tuệ có một đặc điểm là nó không phụ thuộc nên nó sanh liên tục. Còn các tâm khác nó phụ thuộc. Phụ thuộc nghĩa là có thằng này mất kia, có thằng kia mất nọ, này nó thay thế thằng kia. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang nổi sân dữ dội lắm, cái gì, nhưng mà chúng ta bực dữ lắm, nhưng mà ai cho tiền có nhầm khi có thằng đồng hay đồng cũng vui nữa, nghĩ sân dần dần thì nó có thể thay thế được. Cái tâm này nó thể thay thế tâm kia, và nó xen kẽ, nó đang xen. Nhưng mà tâm tệ nó sanh liên tục. Chỉ có tâm nào á mà nó sanh lên cao hơn tâm tệ, lớn tâm tệ, thì chúng ta không thấy tâm tệ thôi. Tức là tâm tệ nó ẩn mất sau cái làn tâm đó thôi, chứ tâm tệ nó vẫn sanh liên tục. Do đó khi người ta chết đi, người ta sanh ra dầu đứa bé nhỏ xíu vẫn có tâm tệ. Cái tâm tệ nó khác hơn cái thức. Cái thức tệ là nó phụ thuộc vào cái trí của mình, còn tâm tệ á, nó không phụ thuộc vào cái não của mình đâu, mà nó phụ thuộc vào cái độ trưởng thành của tâm thôi. Độ trưởng thành tâm nghĩa là gì? Tâm nó phụ thuộc vào thân, thì thân mình phải hình thành nó một cái gì đó nó đủ, không cần phải 18 tuổi đâu, hình như là 7 tuổi là đã hình thành đủ rồi đó.
Nên có một số vị 7 tuổi đắc quả la hán đó, tức là 7 tuổi là đã hình thành đủ cái trưởng thành về mặt nhận thức, trưởng thành về cái thức để nhận nha, chứ không phải là trưởng thành về một cái người ở thế gian, trưởng thành về thân tâm sinh lý là không phải, mà trưởng thành về mặt nhận thức của tất cả các pháp. Hình như là 7 tuổi đã trưởng thành về mặt nhận thức của tất cả pháp, còn nhỏ hơn cái thân mình nó phát triển chưa đầy đủ để nhận thức tất cả các cái. Do đó mà khi mà cái tâm tệ nó có thì là nó sẽ diệt đi tất cả các cái khác hết. Nên một vị chứng quả A-la-hán á, thì là vì đó đoạn được ba cái phần. Một á, là thứ nhất á, là năm hạ phần kiết sử, thứ hai là năm thượng phần kiết sử, thứ ba á, là năm cái triền cái. Như vậy thì những cái này làm che mờ tâm mình, là không cho tuệ nó phát sanh. Nên một vị chứng quả là hán á, thì muốn đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, tức là đoạn diệt 15 cái tâm đó đó, thì cái tâm tuệ này nó phải lớn hơn tất cả 15 tâm đó. Nên đó, một vị chứng quả là hán bắt buộc vị đó phát huy phải mở tuệ bằng thiền tứ niệm xứ. Tại thiền tứ niệm xứ á, là liên hệ giữa hai cái thiền, đó là thiền định và thiền minh sát. Thiền tứ niệm xứ á, là thiền định, thiền minh sát, sanh ra cái dòng trí tuệ. Và dòng trí tuệ này nó sẽ lấp đi tất cả các cái tâm phiền não mà do vô minh sanh ra. Nên tâm đó không có đủ để mà nó làm mưa làm gió trong tâm mình nữa. Ở đâu có tâm tệ thì nơi đó không sanh ra các tâm phiền não. Tại vì như thế này, ví dụ như á, tâm phiền não nó sanh ra khi mà đối cảnh. Ví dụ đối cảnh sanh tâm, ví dụ mình thấy đây là vàng, mình sanh tâm ham thích nó. Nhưng mà có tuệ rồi thì vàng không thấy phải là vàng nữa, mà vàng nó là quẩn thôi, nó là sắc quẩn thôi. Nó vẫn bị sức nóng mặt trời làm cho thành, làm cho trụ, làm cho hoại, làm cho không của cái đó. Nên đó là khi mà mình nhìn vàng, mình sanh ra tâm tham. Nhưng có tuệ rồi, nó biết vàng không phải là quý, không phải là mến, phải là ưa gì đâu, mà vàng nó là ngang giá thế gian mà thôi à. Nó có cũng lại mất, cũng không ai có thể mà giữ mãi nó với thời gian được, quý vị. Nên từ đó người ta không sanh ra tâm tham đắm tại nó nữa. Như vậy tại sao không có tâm tham lắm? Là tại vì chúng ta có đủ tuệ để biết được bản chất của nó. Cho nên nó sẽ không còn sanh tâm nữa. Mà nó đã không còn sanh tâm nữa thì là tuệ nó đã thắng hết tất cả cái, thì đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. Mà các cái lậu hoặc, tức là tâm phiền não đó, là nguyên nhân để sanh ra tất cả các nguồn vô minh tà kiến ở trong tâm của mình. Giống như ly nước trắng như thế này nè, nếu chúng ta để mực vào thì nó đen. Và chúng ta để tất cả cái vào, cái gì vào trong đó thì nó đen, thì không thể nhìn thấy đáy. Tuệ là gì? Tuệ là nhận diện được tất cả các pháp đang hiện diện. Nếu không có vô minh, có vô minh thì nó không nhận diện được. Mà vô minh là do lậu hoặc và phiền não. Nên ta đoạn diệt lậu hoặc và phiền não á, thì là vô minh nó hết. Như vậy sau khi đoạn diệt lậu hoặc và phiền não thì người đó lập tức có lục thông, có tất cả lục thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Trong đó có thần túc thông thì quý vị nói là một vị đắc quả A-la-hán rồi, thì là chắc chắn phải có lục thông phải không? Thì đó là đúng. Một vị đắc quả A-la-hán rồi thì chắc chắn 100% là có lục thông. Tại vì lục thông này nó xuất phát từ cái tâm định mà ra. Nên một vị đắc quả A-la-hán rồi thì họ đã sử dụng được tâm, thì trong đó họ đã sử dụng được tâm định, sử dụng được tâm tuệ, sử dụng tâm từ bi hỷ xả, tâm thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tâm là sơ quả, nhị quả, rồi tam quả, tứ quả. Quý vị, họ đều sử dụng được tất cả các tâm làm vị A-la-hán đó. Do đó vị này chắc chắn là có được lục thông. Còn vị nào đã nói rằng đắc quả A-la-hán chỉ là phát huy được trí tuệ của mình thôi, chứ chưa có chứng đắc được thần thông, thì vị đó là vị chưa chứng đắc, mà vị đó là mang tính chất nghiên cứu mà thôi. Là tại vì vị đó nói rằng nếu chúng ta có đủ tuệ thì đoạn diệt tất cả vô minh và phiền não thì cái đó là chứng đắc được một quả vị A-la-hán, chứ không cần phải là có thần thông. Có thần thông á, người ta luyện mới có. Nhưng mà vị này á là phát biểu như vậy, chúng ta khoan hết phát biểu. Là tại vì á, quý vị coi lại trong 152 bài kinh Trung Bộ, kinh Nikaya, thì một vị chứng đắc A-la-hán thì dĩ nhiên sẽ có lục thông. Cái đó là một phần dĩ nhiên. Tại sao? Tại vì diệt đi tất cả kiết sử và triền cái thì cái năm phần tính tấn niệm định huệ của người này nè là phát triển và tứ nhĩ túc được hình thành.
không quý vị? Thì lập tức á, lục thông nó sẽ được hình thành. Lục thông như làm cái hệ quả sau khi đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. À, nếu tất cả lậu hoặc nó không còn tồn tại thì lục thông nó sẽ là hiện diện. Cho nên á, quý vị có nghe một cái vị nào đó nói rằng đắc quả la hán chưa chắc đã có thần lực, thần thông, thì cái vị đó là vị chưa đắc quả la hán, vị đó chỉ suy luận ở trên cái tưởng của mình thôi, cái tưởng tri và cái hành quẩn của mình mà thôi. Điều này ở trong quá khứ cũng đã có rồi, tức là sau thời Phật nhập Niết Bàn khoảng mấy trăm năm gì đó, cũng có một vị lý luận của đời vua nào đó, quý vị coi lại cái phần đó, cũng có một vị lý luận như vậy, chứ không phải là tới bây giờ không. Nhưng mà chúng ta coi ở trong kinh đó, thì là chứng đắc lục thông sau khi đoạn diệt các lậu hoặc thì tự nhiên cái tâm của mình sẽ sai khiến được, cái tâm của mình có thể sử dụng được tất cả các loại thần thông đó, chứ không phải là chúng ta luyện mới có. Dĩ nhiên luyện nó sẽ có, luyện sẽ có, nhưng mà nó không có viên mãn. Luyện nó sẽ có và có nó sẽ mất. Nhưng mà cái một vị mà chứng đắc A-la-hán này có thần thông, nó không mất khi quý vị, thần thông này là chúng ta sử dụng được tâm mà thôi, quý vị. Nhưng mà nếu mà cái người đó đang ở trong cái hữu dư niết bàn với vô dư niết bàn, vô dư niết bàn thì sử dụng hoàn toàn không có trở ngại gì hết. Còn là ở trong cái hữu dư niết bàn có nghĩa là mình chứng đắc rồi mà còn trong cái thân này, thì mỗi khi nghiệp đến đó thì tạm thời cái tâm của mình không thể chống được nghiệp, nên chúng ta không sử dụng cái lúc đó mà thôi. Ví dụ nghiệp nó sẽ mạnh hơn cái này thì lúc đó chúng ta sẽ không vận dụng được thần thông để chống lại cái đó, tại nghiệp lúc đó nó là mạnh nhất. Tại vì chúng ta còn ở trong cái thân của con người, còn hữu dư niết bàn thì lúc đó nhân nó biến thành quả, thì nghiệp quả nó quá mạnh, thì lúc đó chúng ta không thể gom tâm để sử dụng được thần thông, tạm thời lúc đó thôi. Nhưng mà qua đó rồi chúng ta sẽ sử dụng lại được một cách rất là bình thường. Quý vị, còn chừng nào mà họ đã vào vô dư niết bàn, có nghĩa là cái vị này đã nhập vào trong cảnh giới của niết bàn thì hoàn toàn sử dụng bình thường. Còn mà nếu mà ở còn trong cái thân người, còn bị nghiệp của cái nhân thì gì đó không có gieo, gì đó sống bằng tâm di tá, nhưng mà quả đã gieo từ trong kiếp trước, nếu kiếp này gặp duyên thì sẽ trả quả lại, như tổ sư tử hoặc là ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn. Thì ngay trong thời điểm đó nghiệp nó tới thì các ngài sẽ không có vận dụng được thần thông, chứ các ngài không có, không phải không có thần thông, nhưng mà nghiệp lúc đó nó mạnh quá thì lúc này nó sẽ phân tán ở chỗ cái thân của mình, nên không thể nào vận dụng được cái thần thông trong lúc đó để trốn đi cái dòng nghiệp này mà thôi. Còn nếu mà trả xong cái đó là hết cái tàn dư của cái thân này thế gian, thì các ngài đã thông tất cả các cái, không còn cái gì có thể trở ngại được các ngài, đó là niết bàn diệu tâm. Có một cái vị hỏi là tu như thế nào để không bị đổ nghiệp. Thực ra quý vị, cái việc đổ nghiệp này là ở trong kinh không có đâu, mà đổ nghiệp này là thế gian thôi. Có nghĩa là người ta nói là đổ nghiệp giống hệt như mình thấy lúa người ta đổ không. Ví dụ như người ta lấy một hột lúa, ta quăng, giờ quăng nguyên thúng luôn. Như vậy á thì nghiệp đây là gì? Là nghiệp quả. Ở đây á đang nói nghiệp quả đó, chứ thực ra nghiệp nó có nghiệp nhân và nghiệp quả khác nhau. Như vậy thì cái vị này á là nói á, là tu thế nào để mà không có đổ nghiệp, tức là không có đổ nghiệp quả ác, chứ mà đổ nghiệp quả thiện còn cầu nữa à. Nghiệp chúng ta có nghiệp thiện, nghiệp ác. Mình đã gieo nhân ở trong kiếp xưa đó, gieo rất là nhiều các cái nhân thiện và ác. Bây giờ á, nó đến một lúc, đến lúc có nghĩa là từ hai cái trở lên á, hai ba cái trở lên đến lúc gọi là đổ nghiệp. Mình cầu đổ nè, vừa giàu vừa đẹp, vừa công danh, vừa phú quý, vừa là sống dai, vừa trí tuệ, vừa quyền lực, nó đổ một lúc lên đi. Dạ quý vị, mình còn cầu nữa à. Có nghĩa là đổ là tất cả các nghiệp thiện đổ lên cái một. Giàu sang phú quý, công danh sự nghiệp, tung hô bá ứng quyền lực, rồi á là dòng họ, rồi á lính tráng đầy đàn hết, tất cả cái gì cũng có hết, xe cộ đất đai ruộng vườn, tất cả cái đầy đủ hết, đổ vô một cái gọi đổ nghiệp thiện. Còn cầu nữa, tôi là cho đổ nghiệp thiện luôn đó. Quý thấy không, tiền mà xài khiêng không nổi luôn á, đổ nghiệp thiện. Nhưng mà ở đây á là quý vị nói đổ nghiệp là tức là đổ nghiệp ác, có nghĩa là chúng ta ví dụ như gieo ở trong tiền kiếp 1 tỷ nghiệp ác mà mình trả có nửa tỷ, còn nửa tỷ nghiệp ác, tức là nửa tỷ cái nhân ác. Bây giờ nó sẽ gặp duyên, nó sẽ biến thành quả. Ai học Phật pháp rồi cũng biết cái điều đó, tức là nhân nó biến thành quả phải do duyên. Duyên như là một tấm kính trắng, cái tia tới
của luồng ánh sáng gặp cái kính trắng đó, nó quay lại, nó đập lại cái chỗ phát tia tới, thì tia tới đó chính là người gieo nhân. Nếu một cái chúng sanh ở một quẩn xứ này sanh qua một cảnh giới khác thì nó sẽ tạo thành quẩn xứ khác do nghiệp nó nắng nó tạo nên ở trong cái kiếp kế tiếp. Như vậy á, thì mình á là đổ nghiệp, ở đây muốn nói là đổ cái nghiệp ác, có nghĩa là nhiều nghiệp ác đến trong một khoảng thời gian ngắn là đến trùng nhau đó, nó chả chưa hết nữa nó đến tiếp. Ví dụ như á là người ta chửi chưa hết nữa bị đuổi học, đuổi học chưa hết nữa bị bệnh chưa hết nữa mất việc chưa hết nữa là bị người ta phản bội, bị người ta phản bội chưa hết nữa bị giật hụi chưa hết nữa là bị người ta lừa đảo. Nói chung là liên tục trong một khoảng thời gian đó luôn, thì người ta được gọi đó là đổ nghiệp. Nên mỗi cái nghiệp đổ á, là nghiệp ác á, người ta sẽ chịu không nổi, vì đó là một cảm thọ khổ. Một nghiệp thì cảm thọ khổ nó chồng lên, hai nghiệp hai cảm thọ khổ, ba nghiệp ba cảm thọ khổ, bốn nghiệp bốn cảm thọ khổ, mà một cảm thọ khổ thôi. Ví dụ như khổ vì cái người thân mất thôi, chịu không nổi nữa. Bây giờ khổ là người yêu chia tay luôn, rồi khổ là bị mất đồ, mất của, rồi khổ là bị cháy nhà, khổ bị mất công việc, toàn khổ dữ không à. Nó vô một lúc một nhiều cái dòng cảm thọ trong tâm của mình đó, là người ta trái tim sẽ rỉ máu. Nếu người ta không có đủ về năng lực của tinh thần, của năng lực, không có tu á, tính tấn niệm định huệ đó, là người ta không có trụ được. Lúc đó nhầm khi người ta rã thân mình luôn, nhầm khi người ta thấy gì nhảy đó, thấy lu nhảy lu, thấy ao nhảy ao, thấy sông nhảy sông, thấy cống nhảy cống, thấy cầu nhảy cầu. Quý vị, tức là người ta muốn tìm một cái cảm thọ khác. Đang lúc cảm thọ này nè, nó khổ quá, nên người ta muốn tìm cảm thọ khác bằng cách người ta thay đổi cái cảnh khác. Nhưng mà người ta sai lầm một cái chỗ, là người ta làm vậy thôi chứ người ta không biết cái cảnh giới kế tiếp là nó khổ hay vui luôn. Quý vị, tại vì cảnh giới kế tiếp tức là tâm tục sanh và tâm hậu kiếp, nó phụ thuộc vào cái nghiệp, mà phụ thuộc vào tâm tử và cái tâm cận tử của mình, chứ đâu phải là sự phụ thuộc vào cái cảnh giới này. Ví dụ như mình cho cảnh giới quá đau khổ, mình chuyển cảnh giới khác là sung sướng, nhằm khi sai lầm, nhằm khi nó khổ hơn đấy. Quý vị, đó là một sự sai lầm của chúng sanh khi mà chúng ta chưa biết cái cảnh giới mình đi tới là cảnh giới nào, và nguyên nhân để tạo thành tâm tục sanh tức là tâm tái sanh, và tâm hộ kiếp tức là cái tâm chủ trì mạng sống của kiếp sống kế tiếp. Thì chúng ta đừng có quyết định thay đổi, mà chúng ta hãy bình tĩnh học Phật pháp, nghiên cứu, chứ đừng có thay đổi vội vàng. Còn nếu mà mình không muốn cho đổ nghiệp đó quý vị, thì chúng ta hãy làm nhiều diện phước. Phước tức là muốn tạo ra phước á, thì trong kinh nhà Phật nó là có tài thí, pháp thí, vô quý thí đó. Quý vị có pháp thí là sao không thí đi? Quý vị không có tài thí thì thí pháp thí, vô quý thí, tạo nhiều ra cái phước và có nhiều tu. Có nhiều tu nghĩa là gì? Là tính tấn niệm định huệ, ngũ căn ngũ lực, lực là sức mạnh đó. Nếu chúng ta có tính căn tin Phật quá tin rồi, quý vị trở thành đức tin còn sợ gì nữa. Tinh tấn là luôn luôn lúc nào cũng tu tập diệt trừ tất cả tâm ác ở trong tâm. Niệm luôn luôn lúc nào cũng thiền quán Vipassana, thiền quán tứ niệm xứ. Định lúc nào cũng thiền định, bốn thiền năm định. Và tuệ là sanh ra các cái dòng tuệ sáng soi, để mà soi sáng tất cả pháp, không sanh ra phiền não. Nó tạo thành năm cái lực để cho cái gì dầu cho đổ nghiệp hay dầu cho nghiệp tới, thì chính năm lực này nó cũng đánh tan cái đó hết, nó không có nhầm gì hết. Nên chúng ta có tu và có phước, và đồng thời tránh những cái ác duyên. Tránh những ác duyên có nghĩa là nơi đó sẽ làm nguy hiểm thân và tâm của mình không tới. Sòng bài, sòng bạc, uống rượu, chơi bời này nọ, tùy vào cái hoàn cảnh mình là ai. Ví dụ mình là người cư sĩ thì tránh những nơi nào, mình là người tu sĩ tránh những cái nơi nào. Mà nơi đó có thể nếu xảy ra chuyện là mình sẽ thiệt thòi, thì chúng ta đừng đến nơi đó. Còn cái nơi nào xảy ra chuyện mình thiệt thòi thì quý vị biết nhiều hơn tôi. Quý vị, nơi nào xảy ra chuyện mình thiệt thòi thì dứt phát chúng ta sẽ né nơi đó, đừng có tới. Tức là đừng có tạo duyên ác đối với nó, để mà nó sanh ra cái nghiệp ác đối với mình. Một nghiệp ác sanh ra thì cảm thọ nó khổ một, hai nghiệp ác sanh ra thì cảm thọ nhân lên gấp đôi là cảm thọ khổ. Thì cái sự chịu đựng như cảm thọ mình không có chịu nổi đâu. Quý vị, một người chỉ bệnh thôi là chịu không nổi nữa. Ví dụ như một người đó vừa bệnh mà nghe ông chồng bỏ nữa là hai cái nó dập vô là chết người ta liền. Rồi nghe đứa con là chích xì ke nữa, ba cái nó dập vô một cái là chết người ta liền. Quý vị, tức là ba cái cảm thọ cùng một lúc. Nên có nhiều người rất là nhiều cảm thọ, mà cảm thọ toàn là đau khổ này không á, mà nó dập vô cùng một lúc, mà cảm thọ lớn không mà chứ không có nhỏ.
Những chuyện lớn là những chuyện quá sức tưởng tượng của người ta, ta không ngờ tới đó. Còn chuyện người nào người ta có suy lường trước cái việc đó thì cảm thọ khổ họ ít hơn. Còn họ không thể ngờ rằng cái việc đó xảy ra thì cảm thọ nhiều hơn. Nên mình có trí tuệ rồi thì mình biết được cái gì cũng có thể xảy ra, thì cái gì đến chúng ta cũng có thể hứng chịu được. Còn cái mà không có suy lường được, nó xảy ra bất ngờ á, thường thường là người ta cảm thọ khổ ghê gớm lắm á quý vị. Như vậy là mình phải chánh duyên, mình phải làm phước, rồi là mình phải tu tập. Còn cái nữa quý vị, cái cuối cùng đó là bổ nguyện. Bổ nguyện là gì? Mình nguyện cái gì? Nguyện vào nguyện cải thiện pháp nhẫn, nguyện vào bảy luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Hoặc là nguyện đời đời kiếp kiếp theo Phật, hoặc là nguyện là con nguyện đời đời đi đến đâu ai không biết được Phật pháp, con nguyện đem Phật pháp đến chúng sanh nơi đó, dầu bất kỳ cảnh giới nào mình nguyện vậy đó. Như vậy bây giờ dầu cái gì để xảy ra, lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. Quý vị, thì là dầu cho nghiệp nó có xảy ra cỡ nào cũng không sao. Còn muốn ít đổ nghiệp chừng nào thì tránh cái ác duyên, và chúng ta có phước và có tu thì nó sẽ tránh được cái đổ nghiệp ác ra, mà nó đến từ từ, nó đến lẻ thôi chứ không có đến chẳng, nó đến lẻ thôi chứ nó không có sỉ nha quý vị. Còn nghiệp ác mà đến sỉ một lần á thì chịu không có nổi đâu, chỉ có đường mà ra đi về miền cát bụi thôi chứ không có chịu nổi. Nếu 1, 2, 3, 4 cái mà toàn mấy cái chuyện mà mình không ngờ không á nha quý vị. Lâu lâu á có một cái người than: thầy ơi, con không ngờ. Rồi là biết rồi đó, là những cái diện mà cái nghiệp xấu ác nó đến mà mình không có đo lường trước được, mình bất ngờ. Mình không lẽ cái người vậy mà làm gì, cái người vậy mà làm gì? Dạ xin thưa, người nào cũng làm vậy được hết á, chứ đừng có nói mà người vậy mà làm gì được, là lù lù giác nó luôn chạy, không lù lù nó cũng giác chạy như thường à. Quý vị, nên chúng ta đủ tuệ để biết được rằng tất cả các việc trên thế gian này, việc gì cũng có thể xảy ra, chứ không phải là bất ngờ, rồi lúc đó ta rất là đau khổ. Nên mình học rất nhiều và kinh nghiệm rất nhiều ở trong đời sống, nên cái gì cũng có thể xảy ra. Nên chúng ta tập bình tĩnh với tất cả các cái đang xảy ra, mình quan sát lấy nó, ta gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là vậy đó. Cái gì nó xảy ra, đừng vội vàng, đừng hấp tấp. Khi mà chúng ta mất bình tĩnh, đừng bao giờ quyết định cái gì cả. Hãy quyết định trong lúc bình tĩnh và sáng suốt. Nên cái gì cũng từ từ, thông thả mà quyết định, chứ đừng có bao giờ phản ứng với nó đùng đùng liền, chỉ cứ làm thiệt hại cho mình thôi. Quyết định trong lúc vô minh là thiệt hại cho chính mình. Quyết định trong lúc trí tuệ thông minh sáng suốt thì chỉ có lợi mình, lợi người, lợi cả hai mà thôi. Câu kế tiếp. Thưa thầy, phân tích dùm làm thế nào biết nghiệp cũ và nghiệp mới. Cho xin miếng nước này. Làm thế nào để biết nghiệp cũ và nghiệp mới? Nghiệp là gì? Mình phải biết nghiệp là gì. Ở trong kinh Phật nghiệp gọi là nghiệp là karma. Mình gọi là karma đó, đọc là karma. Tiếng mà Phạn là karma. Tiếng Bali là karma. Tiếng Anh là karma, tức là nghiệp. Nghiệp là gì? Ở trong kinh A Hàm đó là tác ý là nghiệp. Rồi là trong kinh Đại Kaya là nghiệp nó nằm ở trên chủ ý. Tức là cái ý hành của mình là những suy nghĩ, những cái tính toán, những so đo, những phân tích. Mà sau khi cái ý hành nó hoạt động và nó quyết định một cái gì đó thì tạo thành cái chủ ý, thì chủ ý nó tạo thành nghiệp. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có 100.000, chúng ta quyết định là hôm qua đi ngang cây xăng, thấy một người xin ăn ở nơi đó, già cả nghèo khổ, tội nghiệp, nên bữa nay chúng ta tính lấy 100.000 chúng ta đi cho người đó. Là trước khi chúng ta đi học, ta lấy 100.000 để trong túi, là dứt phát cho người đó. Thì cái ý mình đó, nó đã quyết định cho 100.000 cho người đó, thì nó tạo thành một cái ý nghiệp. Mà ý nghiệp này nó không phải xuất phát từ tham sân si, mà ý nghiệp này nó xuất phát từ tâm thiện từ của mình thôi, thì cái đây là tâm thiện. Còn nếu mà chúng ta phát lên tâm cứu khổ chúng sanh, vì thấy chúng sanh khổ mà thương mà giúp đỡ, mình phát lên tâm cứu khổ chúng sanh đầy lòng hoan hỷ và có trí tuệ, biết rằng đây là nhân quả tốt đẹp, thì cái đó gọi là tâm đại thiện. Cái tâm thiện hồi nãy á, là mình tội nghiệp người ta mình cho, nó là tâm thiện thôi.
Nhưng mà bây giờ mình phát lên một cái tâm khi thấy chúng sanh khổ mà mình cho mình tặng với đầy lòng từ bi, thì đây là cái tâm đại thiện. Tâm đại thiện nó sẽ phước báo nhiều hơn tâm thiện rất là nhiều. Về góc độ của tâm á quý vị, nếu mà cái tâm mình phát ra nó không phải là tham, phải là sân, nó không phải là si mê, thì tâm đó là tâm thiện. Cái tâm nào mình phát ra nó là tham, sân và si mê thì tâm đó gọi là tâm ác. Cái tâm nào mà mình phát ra một cái tâm với cái là không phải tham sân si mà với lòng quan hỷ với cái trí tuệ của mình, đó là một tâm đại thiện. Ví dụ chúng ta phát tâm bồ đề, phát tâm giải thoát giác ngộ, phát tâm hộ trì tâm bảo, phát tâm cúng dường, phát tâm bố thí, với tâm đó gọi tâm đại thiện. Phát tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đó là tâm đại thiện. Tâm á đại thiện này quý vị, nó sẽ tạo nên một cái nghiệp thiện của mình ở trong tương lai. Và cái nhân này là cái nhân chúng ta mới gieo thôi, đó là góc độ của tâm mình. Và góc độ tác dụng ở phía bên ngoài, tác dụng phía bên ngoài á là bằng thân và cái lời nói của mình. Ví dụ như từ góc độ của quyết định đó, mình sẽ đi đến cái lời nói với người ta bên ngoài, và đi đến hành động với người ta bên ngoài, làm cho người khác được an ổn, làm cho người khác được tốt đẹp, thì đó gọi là nghiệp thiện, mà là nghiệp nhân thiện. Cái nghiệp nhân thiện này nó sẽ có cái quả báo ở trong tương lai. Nếu mà cái nghiệp nhân thiện này nó quyết định tâm cận tử và tâm tử, nó trở thành cái tâm tục sanh và tâm hộ kiếp, thì nó quyết thẳng định luôn cái hình dáng hoàn cảnh của người đó trong tương lai luôn. Còn nếu nó không phải là cái đó thì tùy duyên, tùy duyên ở kiếp sau mà nó sẽ trổ ra cái quả ở trong cái kiếp sau. Như vậy á thì quý vị hỏi cái câu á, làm sao chúng ta biết được á nghiệp cũ và nghiệp mới? Quý vị, có nghĩa là cái câu hỏi này không có rõ một cái vấn đề là nghiệp nhân hay là nghiệp quả. Nếu nghiệp nhân cũ mới thì mình phải biết chứ, mới gieo nó là mới, tức là mình mới tạo nghiệp này, mới chửi người ta với chửi người ta hôm qua là khác nhau. Chửi người ta hôm qua là nghiệp nhân cũ, chửi người ta ngày hôm nay là nghiệp nhân mới. Còn cái nghiệp quả, làm sao mình biết nghiệp quả cũ hay là nghiệp quả mới nó trổ ra, thì không thể nào biết được trừ trường hợp chúng ta có thần lực mà thôi. Quý vị, chúng ta có thần túc thông, rồi chúng ta có túc mạng thông, dần dần thì chúng ta hợp tất cả đó lại, chúng ta mới biết cái nhân nào nó trả trước, cái nhân nào nó trả sau. Ví dụ như có thể nhân gieo sau mà nó trả trước, gọi là nhân quả hiện tiền, hoặc là quả báo nhãn tiền, là gieo sau mà trả trước. Còn nhầm khi chúng ta gieo 5-10 đời mà bây giờ mới trả là gieo trước mà trả sau. Ví dụ như ngày Một Kiền Liên đó, hàng mấy chục ngàn đời trước đã lại làm một nghiệp ác, tới mấy chục ngàn đời sau mới trả quả báo ác đó, gọi là gieo trước mà trả sau. Còn những cái gieo sau mà nó trả trước, tức là cái nghiệp quả nó đến trước đến sau, thì tùy vào đủ duyên nào nó chỗ cái đó, mình biết thằng nào gieo trước trả trước, gieo sau trả sau, thì cái đó là những cái gì đã xảy ra rồi phải cần phải có cái túc mạng. Nào quý vị, túc mạng là gì? Là mình biết tất cả những gì xảy ra rồi ở trong quá khứ, giàu mới làm hồi nãy luôn, chúng ta không biết nữa. Vậy thì ở trong quá khứ mình gieo cái gì, hôm nay á mình trả được cái này, và gieo trả như thế nào thì người ta xét theo lịch sử về sanh tử của mình là do túc mạng. Và nghiệp gì để trả gì thì do thiên nhãn. Vậy thì như thiên nhãn mà cộng với cái túc mạng, chúng ta mới biết được nào trả trước trả sau và nghiệp nào trả về cái gì. Chúng ta phải có hai cái loại thần lực đó. Thứ nhất là túc mạng, là biết được từ bây giờ về trong quá khứ là túc mạng, và cái nhân nào gặp cái quả nào ở trên bước đường lịch sử của sanh tử luân hồi của mình, trên bước thời gian đó, thì phải nhờ tới là thiên nhãn thông hoặc là thiên nhãn minh. Quý vị, thông minh cũng giống nhau thôi. Quý vị, nên ta ghép hai chữ lại trở thành cái chữ thông minh. Do đó mà nhân cũ nhân mới thì ta biết, nhân mới mới gieo, nhân cũ gieo lâu. Còn cái nhân cũ hay nhân mới nó tạo thành cái quả ngày hôm nay là nào trước nào sau thì chỉ phải có hai thứ thôi. Còn bằng không nữa thì chúng ta phải hỏi những bậc giác ngộ. Ví dụ như vào thời Phật, Ngạ Nan á thường hay hỏi Đức Phật về các vấn đề như thế này, thì Đức Phật ngài trả lời luôn. Còn bây giờ chúng ta không đủ thần lực như là các vị A-la-hán, thì chúng ta
biết rằng là khi nào có túc mạng, là khi nào có thiên nhãn mới trả lời đầy đủ được cái câu hỏi này. Chứ còn bằng không thì chúng ta chỉ biết đủ duyên mà nói chỗ mà thôi. Có thể gieo trước trả sau, có thể gieo sau mà trả trước. Về nhân quả và về quả báo của nghiệp đó gọi là quả báo. Nên nhân quả và quả báo nó sẽ tùy duyên mà nói chỗ. Nếu không biết thì chúng ta chỉ biết đón nhận nó và giải quyết nó mà thôi, chứ không có biết trước sau gì cả, nếu chúng ta chưa đạt được túc mạng và thiên nhãn. Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, thầy chỉ dạy cho con về trình tự thực hành tứ niệm xứ trong đời sống như thế nào để đem lại kết quả tốt nhất. Cái tứ niệm xứ thường chúng ta học trên lý thuyết có hai cái bài kinh. Nếu mà chúng ta xem cái bài kinh gốc á, thì là bài kinh niệm xứ ở trong kinh Trung Bộ và bài kinh Đại Niệm Xứ ở trong kinh Trường Bộ. Quý vị ghi lại đi, rồi chúng ta sẽ sệt mạng. Chúng ta tìm hai cái bài kinh này. Và Đức Phật dạy hai bài kinh này rất là rõ ràng về tu hành về tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ thường ta gọi là thiền tứ niệm xứ. Thực ra thiền tứ niệm xứ là đời sống của mình kết hợp, trong cái đời sống của mình sẽ kết hợp hai cái phần thiền, đó là phần thiền quán và phần thiền định. Thiền quán đó gọi là Nupassana, còn cái phần thiền định đó gọi là Samatha. Phần thiền định và thiền quán này với mục đích chung là để bóc tất cả các phiền não là nguyên nhân để tạo nghiệp ra khỏi tâm của mình. Vì nó không phải mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nhưng mà mình biết nó không phải là của mình, hay là nó không phải là mình, nó không phải là tự ngã của mình, thì phải đủ tuệ. Và đã đủ tuệ mà dư tuệ rồi đó, thì không cần phải tới cần thiền định đâu, là tuệ nó sẽ diệt hết. Nhưng mà tuệ chưa đủ để thắng tất cả các lậu hoặc thì bắt buộc phải dùng thiền định. Thiền định là gì? Giống hệt như á, chúng ta thấy á, đây là một cái đám cỏ nhiều cây lắm, mà đám cỏ này mình dụ như là phiền não nó mọc lên tùm lum. Vậy thì mình muốn cắt lượt hết chân thì mình làm sao? Mình phải túm nó lại, hốt lại hết, mình gom lại. Và muốn cắt phải dùng cái lưỡi hái cắt. Thì lưỡi hái cắt đó chính là tuệ. Còn cái mà tay mình gom cái cỏ đó lại thành bó, đó là định. Nên đó, ta gọi là định và tuệ. Thì trong định tuệ này, thiền tứ niệm xứ đã sử dụng định tuệ ở trong thiền tứ niệm xứ. Và cái phương pháp để sử dụng định tuệ đó như thế nào? Thì cái đó trong tứ niệm xứ gọi là quán pháp chánh pháp. Còn mà tuệ để nhìn thấy tất cả các pháp, để mà đoạn diệt, để biết về cái tánh và tướng của nó, tức là biết về là hình tướng, biết về tính chất và biết về bản chất của nó, thì phải là dùng thiền quán. Còn nếu mà muốn tóm được nó, tóm được tâm để sử dụng tâm, để mà làm nhu nhuyến tâm, để sử dụng tâm, để có thể làm chủ lấy tâm, để an trụ tâm, thì chúng ta phải dùng thiền định. Như vậy thì cái phương pháp mà Đức Phật dạy là chúng ta phải làm từ thô cho đến tế. Từ thô đến tế là nghĩa là gì? Những cái gì thô thì chúng ta sẽ tu trước, cái gì tế chúng ta sẽ tu sau. Và chúng ta kết hợp giữa bốn thứ cùng một lúc ở trong đời sống mình mà chia mịn thời gian nó ra. Ví dụ lúc này làm này, lúc này không làm kia. Ví dụ như là chúng ta quán thân trên thân. Quán thân trên thân thì nó có phần thô và phần tế. Phần thô là chúng ta quán ở ngoại thân. Ở ngoại thân là gì? Là sự cử động của thân. Sử động của thân có hai phần là quan nghi và tế hạnh. Nghĩa là quán thứ nhất là phần thô. Thì phần thô này bắt buộc phải quán. Và quán này là đầu tiên nhất khi tu tập là phải quán phần thô. Cái gì thô dễ thấy? Thô là thô phù, là bự đó. Tế là nhỏ, thô là bự. Vậy cái gì bự dễ nhận diện không? Dễ diện thấy thì phần thô là chúng ta sẽ nhận diện trước, cái phần tế nhận diện sau. Nếu mới khi mà chúng ta quán, chúng ta sẽ quán cái phần tế trước thì thôi, không làm được đâu. Trừ trường hợp cái người này có căn cơ lâu đời lâu kiếp tu hành, cái người này có thể là trăm ngàn đời kiếp có tu thì họ mới quán được cái phần tế thẳng luôn, giống hệt như Lục Tổ Huệ Năng. Ngài chỉ cần nghe câu kinh thôi: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, thì là ngài đã quán thẳng luôn, gọi là thiền tối thượng thừa đó. Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô thứ tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, thì quán thẳng luôn. Còn là đa phần tất cả chúng ta đều quán phần thô trước. Nên tứ niệm xứ có bốn cái phần để quán. Ở trong một ngày chúng ta chia ra,
Ví dụ như thời gian quán này không quán kia, rồi cho nó thuần thục, chúng ta sẽ quán kết hợp. Thuần thục là gì? Nhìn là thấy là thuần thục đó. Còn thấy ba chớp ba nhán là không có thuần thục. Vì địa phần thô làm thấy ở bên ngoài trước. Ví dụ như ở bên ngoài thân của mình á, là thân của mình gồm có đi đứng nằm ngồi và nhúc nhích ở trên thân. Nên chúng ta tập chúng ta quán chứ. Quán nghĩa là gì? Đưa tâm về để nhận biết những cái gì đang xảy ra. Thiền quán là nhận diện mà không có can thiệp. Thiền quán là nhận diện mà không can thiệp. Là cái giai đoạn 1. Giai đoạn thứ 2 là tu thiền quán, là nhận diện mà can thiệp. Nhận diện không có can thiệp nghĩa là gì? Nhận diện không có can thiệp có nghĩa là những cái gì nó xảy ra, dầu cho xấu tốt gì, chúng ta hãy bắt nó cho bằng được thì gọi là giác. Mà không bỏ sót tất cả những cái gì gọi là tỉnh, và biết hết những cái gì đang quan sát gọi là giác. Như vậy đó, thì những cái gì nó đang diễn ra thấy hết thì mình tỉnh, tỉnh mới thấy chứ mê sao thấy. Nên những cái gì mà nó tự nhiên nghĩa là gì? Không can thiệp bất kỳ cái gì hết. Ví dụ như cái thân của mình giơ tay lên, giơ tay xuống, hay là chạy đung đưa tay, hay là giỡn hay hết gì nhìn thấy hết. Giống hệt như mình là một diễn viên đang ở trên màn ảnh. Còn cái sự quán của mình á, là người xem phim. Mà cái phim rất là hấp dẫn, nên chúng ta chú ý không bỏ sót một cử chỉ hành động nào của diễn viên và cái cảnh xảy ra, để chúng ta biết được rằng cái gì nó đang diễn ra trên phim. Cái đó là phim của màn ảnh và phim của cuộc đời của mình. Cái gì đang diễn ra trên thân và tâm của mình á, là mình nhìn thấy. Nhưng mà thấy phần thô trước, tức là thấy là mang tính á, là vipassana, có nghĩa là không có can thiệp. Nhận diện rõ mà không có can thiệp. Mình nhận diện mà không có can thiệp. Nó có gì mình thấy đó à, mà mình thấy bằng gì? À, thấy bằng tâm. Có nghĩa là nó đang xảy ra gì mình thấy đó, đang xảy ra gì mình thấy đó. Rồi á, là những cái gì mà nó đang xảy ra gì đó là mình nhận diện, không biết nó đúng sai, không biết nó tốt xấu gì hết. Miễn cái tướng mình có nhúc nhích sao mình thấy đó vậy. Đừng bỏ sót bất kỳ cái gì của cái tướng mình hết, là đó gọi là phần thô đó. Là giai đoạn 1 là cái giai đoạn quán vipassana, có nghĩa là nhận diện những cái gì nó đang xảy ra trên đó. Rồi nhận diện thuần thục rồi bắt đầu chúng ta can thiệp. Can thiệp nghĩa là gì? Quơ tay không đẹp, không quơ. Có nghĩa là mình thấy quơ tay nhưng nó không đẹp, mình chỉnh sửa cái quơ lại. Đáng lẽ mình quơ cái hù cái bây giờ mình quơ nhẹ lên, mình đưa xuống đây, có sự kiểm soát chưa? Nhưng mà vẫn thấy cái sự kiểm soát đó. Tức là chúng ta đang tu trên thân khẩu ý của mình đó, gọi là tam mật tương ưng. Tu tam mật tương ưng là sau khi quán vipassana. Quán vipassana nghĩa là nhận diện được trước cách thuần thục cái gì xảy ra, ta thấy hết rồi, bắt đầu bây giờ mới can thiệp nè. Chứ đừng có bao giờ mà chúng ta can thiệp khi chúng ta chưa biết gì nó. Nên đó, mình tu một thời gian nè, quý vị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày đó, không cần biết 2, 3 tháng mà mình thấy những cái gì nó đang xảy ra trên thân của mình, mình thấy mình biết. Rồi bây giờ đó, tới cái giai đoạn nó tế hơn chút xíu nữa là chúng ta quán tứ đại đất nước gió lửa trên thân. Rồi tế hơn chút xíu nữa là chúng ta sẽ quán 32 thể nhóm bất tịnh. Có nghĩa là quán 32 bộ phận ráp lại thành cái bộ phận hoạt động trên thân của mình. Rồi đó là chúng ta quán sự tan rã của thân khi chết, tức là quán bất tịnh. 10 cái đề mục thiền quán giống như là trong thiền định vậy đó. Và cái thứ hai là chúng ta quán sang cái tâm. Quán sang tâm á, thì là cảm giác trên thân và cảm thọ trên tâm thuộc về tâm. Nên á, là những cái gì trên thân của mình nó xảy ra, nhột, ngứa, đau, nhức, mỏi, tê, hay là nó đang giơ tay lên, giơ tay xuống, đang nhúc nhích, thì cái cảm thọ của mình về cái đó như thế nào? Tức là cái dòng cảm xúc ở trong tâm của mình, có nghĩa là vui, sung sướng hay là đau khổ về cái đó, hay là nó trung tính về là nhột, ngứa, tê, mỏi, nhức, là nóng, lạnh, hay là chuyển động của cái thân. Cái đó là quán sang đó, gọi là quán thọ trên các cái cảm thọ. Nè, rồi bây giờ là chúng ta quán tâm trên các tâm. Tâm trên các tâm nghĩa là gì? Cái tâm mình nó khởi lên thì mình thấy nó khởi lên, nó mất thì mình thấy nó mất, và nó hiện diện biết nó hiện diện, và nó lớn lên biết nó lớn lên, nó nhỏ lại biết nó nhỏ lại. Và đồng thời khi mà cái tâm sân nổi lên thì cảm thọ gì ở trong tâm sân đó,
Hồi nãy chúng ta đang nói là nhúc nhích cái thân cảm thọ gì, giờ chúng ta là cảm giác trên thân cảm thọ gì, bây giờ chúng ta khởi tâm cảm thọ gì. Như vậy thân tâm cảm thọ ba này trở thành cái tâm giác. Đây đây nè, ở đây á là chúng ta thân, ở đây á là chúng ta tâm, ở đây là chúng ta cảm thọ. Như vậy á thì thân nó xảy ra gì, xảy ra hình tướng, và thân nó xảy ra cái cảm giác. Rồi bây giờ tâm nó khởi ra gì? Tâm nó xảy ra vừa ý và không vừa ý, và tâm nó khởi lên và nó diệt xuống, thì cảm thọ sẽ theo dõi qua cái nhúc nhích của thân và tâm này. Nghe không quý vị? Cảm thọ nó sẽ thấy được cái sự nhúc nhích của thân và tâm. Như vậy ta kết hợp lần lần phải không? Vậy ban đầu chúng ta chỉ có quan sát thân thôi, không có quan sát tới tâm. Cái thứ hai chúng ta quan sát cảm thọ trên thân. Rồi cái thứ ba chúng ta quan sát tâm. Rồi chúng ta quan sát cảm thọ ở trên tâm. Cho nó thuần thục thì tất cả những cái gì xảy ra trên nó là chúng ta cho thuần thục hết. Thuần thục nghĩa là gì? Là thấy, nhận diện, rõ biết. Tâm nhúc nhích, lớn lên, diệt đi, gọi là tăng trưởng hoặc là giảm thiểu. Còn là tâm như vậy, còn thân thì nó hoạt động như thế nào, và cảm giác trên thân thế nào, thì hai cái đó nó diễn ra. Cảm thọ của mình về cái đó như thế nào, sướng hay khổ, hay là không sướng không khổ, về cái đó thấy biết liền tại chỗ đó, thì gọi là quán thân, quán thọ và quán tâm. Là một cái tam giác này phải thuần thục quay tròn, quay tròn trong cái đời sống mình. Mình làm nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, chúng ta sẽ thuần thục ở trên đó. Thì bắt đầu chúng ta đi qua, chúng ta chỉnh sửa. Chỉnh sửa gì? Là tâm mật tương ưng, là chỉnh sửa. Chỉnh sửa nghĩa là gì? Cái thân mình sao thấy đi xấu quá, mình chỉnh sửa tướng. Mình thấy cười vô duyên quá, hả răng nhiều quá, mình cười mình miếp miệng lại. Chứ cười tự nhiên mình là cười là nhe luôn hai hàm răng cửa. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cái đó nó thô quá, nó lố quá. Đối với người tu thì người ta mỉm miệng thôi. Mỉm miệng vậy thôi. Tức là chúng ta đang can thiệp vào thân khẩu ý, tức là tâm mật tương ưng. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta là thấy cái tâm mình tự nhiên ta chửi cái nó thô quá, nó giận lên, nó sân si lên. Bây giờ ta nhẫn nhục lại, ta đè nó lại, là ta can thiệp chưa? Nhẫn nhục đè nó lại. Mà can thiệp lớn nhất là người ta tu thủ hộ căn. Thủ hộ căn là can thiệp tâm. Tam mật tương ưng là căn thiệp cái nghiệp trên thân khẩu ý của mình. Còn là thủ hộ căn là can thiệp trên tâm. Thủ hộ căn là gì? Khi căn tiếp xúc với trần, khi mắt mình nhìn thì chúng ta đừng có để ý về cái chúng ta nhìn và cái bị nhìn, mà chúng ta hãy để ý cái tâm lúc nhìn. Tức là tâm nó sanh ra khi con mắt mình nhìn thấy cái dòng cảm thọ đó, con mắt đó, tâm đó, thì cái tâm mình sanh ra như thế nào. Lúc này chúng ta sẽ can thiệp, nó thuần thục rồi chúng ta sẽ can thiệp. Can thiệp nghĩa là gì? Chúng ta buông nó, ví dụ biết vọng không theo của Thiền Trúc Lâm đi, thì chúng ta buông nó đó. Chứ ban đầu chúng ta quán thì không có buông nó. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta buông nó, chúng ta xử lý nó. Chúng ta buông cái thân, chúng ta sửa thân, sửa cái miệng của mình, và chúng ta ngăn chặn nơi cái ý của mình luôn. Là tiếp tục một loạt như vậy, chúng ta kết hợp vào với nhau là thân và tâm, danh sắc cảm thọ. Bước 1 thô, nhìn thấy nhận diện những gì đang xảy ra. Bước 2 thấy không phải, chỉnh sửa, chỉnh sửa bằng hai cái tâm mật tương ưng là sửa thân khẩu ý, và bằng cái là thủ hộ căn, tức là căn tiếp xúc với trần, mình sửa tâm mình. Thì cái đó là ba phần của tứ niệm xứ, là ba phần rồi đó, là thân thọ và tâm. Có ba phần này, quý vị rõ ba phần này chưa? Mà thực hiện được mỗi lúc mỗi nơi ở trong đời sống. Còn sẽ qua phần thứ tư. Phần thứ tư là phần dữ dằn hơn, dữ dội hơn. Đó là phần thứ tư là phần tiêu diệt những cái gì làm cho chúng ta đau khổ, tiêu diệt những cái gì làm ta phiền não. Đó là quán pháp trên pháp. Hồi nãy chúng ta nói là quán thân, quán thân, quán tâm và cảm thọ. Thân cảm thọ, tâm cảm thọ, để hiểu nó. Bước 2 chỉnh sửa lấy nó để tạo thành cái nghiệp mới thiện, lần lần hành thiện lên. Nhưng mà cái này mới thẳng này, quán pháp trên pháp là quán pháp tiêu diệt, là quán pháp trên pháp. Quán pháp trên pháp có nghĩa là gì? Là quán những pháp mà khi đưa vào trong đời sống mình, nó có khả năng tiêu diệt tất cả phiền não, tất cả các lậu hoặc. Đó là quán pháp trên pháp. Vì pháp gì nó có khả năng đó? Thứ là pháp tứ niệm, mà tứ diệu đế.
Thứ nhất tứ diệu đế, thứ hai tứ niệm xứ, thứ ba tứ chánh cần, thứ tư tứ nhĩ túc, thứ năm là ngũ căn ngũ lực, thứ sáu là thất bồ đề phần, thứ bảy là bát chánh đạo phần. Thì chúng ta quán bảy cái phần này. Quán có nghĩa là gì? Nó có hai cái phần để quán. Phần quán thô là chúng ta quán về ý nghĩa của những cái đó, và phần quán tế tức là chúng ta quán những cái đó nó can thiệp trên thân và tâm của mình. Cái đó chính là thân và tâm của mình đó. Ví dụ chúng ta đang nói tới khổ đế, thì chúng ta nhìn đi, trên thân mình gì khổ? Già nó khổ nè, bệnh nó khổ nè, phiền não nó khổ nè, tất cả gì nó khổ. Chúng ta nhìn đó là chúng ta đã quán được khổ đế trên thân và tâm của mình, nó đang diễn ra. Cái này là cao cấp nha. Đây là tiêu diệt phiền não đấy. Tức là quán pháp trên pháp là pháp tiêu diệt phiền não, chứ không phải quán pháp trên pháp là học pháp. Mà quán pháp trên pháp là chúng ta đưa cái học pháp vào trong cái thân và tâm pháp để chúng ta sống đối với nó đó. Sống với tứ niệm xứ, sống với là tứ diệu đế, sống với là ngũ căn ngũ lực, sống với thất bồ đề phần, sống với là tứ nhĩ túc, sống với bát chánh đạo phần. Là mình thấy những cái đó đang diễn ra trên thân và tâm của mình bằng cách mình đưa vào. Đưa vào là gì? Tức là chúng ta đang sống với nó đó. Ví dụ như sống với chánh kiến. Mà cái gì là chánh kiến? Chánh kiến có nghĩa là nhìn thấy tứ diệu đế, tức là bốn cái lý chất thật, có nghĩa là Ariya sắc chá trong kinh Pali á. Chúng ta nhìn thấy cái đó nó đang nằm trên thân và tâm của mình. Luôn luôn lúc nào chúng ta nhìn góc độ đó là nhìn góc độ của chân đế, nên gọi là quán pháp trên pháp. Rồi bây giờ á là chúng ta đang diễn ra của mà tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy thân, thọ, tâm, pháp của chính mình thì đó gọi là tứ niệm xứ. Tứ chánh cần là lúc nào cũng nỗ lực để đoạn diệt cái tham sân si ở trong lòng của mình. Lúc nào là chúng ta cũng chánh niệm tỉnh giác như lý tắc ý để đoạn diệt cái đó hết thì cái đó nó đã áp dụng ở trên tâm của mình. Rồi lúc nào cũng mong muốn hồi nãy là siêng năng đoạn diệt các pháp ác, tăng trưởng pháp lành, là lúc nào cũng mong muốn đạt được thành tựu các pháp mà mình đã nguyện với Phật, mình đã phát tâm bồ đề. Đó là tứ nhĩ túc. Còn ngũ căn ngũ lực thì tính tấn niệm định huệ, mình có đủ chưa? Chưa đủ thì mình phải đưa vào trong tâm mình tiếp cho đủ. Có tính tâm chưa? Chưa tính tâm phải học pháp nữa, phải tu nữa mới thấy được tính tâm. Có tinh tấn chưa? Có tinh tấn nãy có rồi đó. Có niệm chưa? Là thiền quán có rồi, tứ niệm xứ là niệm đó. Có định chưa? Là thiền định đó. Có tuệ chưa? Tức là có chánh tri kiến. Và tuệ nó phát sanh chưa? Không có thì chúng ta thiền quán nhiều hơn, thiền định nhiều hơn, từ từ phát sanh trí tuệ. Rồi thất bồ đề phần là niệm giác chi, niệm giác chi tứ niệm xứ đó, quay lại nữa đó. Trạch pháp là nhìn rõ tất cả cái đang diễn ra là trạch pháp. Tinh tấn quay lại cái nãy, niệm quay lại cái nãy, định quay lại cái nãy. Xả là không giữ những cái gì không phải là mình, phải là của mình ở trong lòng của mình thôi, nó là xả. Rồi bát chánh đạo, chánh kiến, chánh duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Mình có thực hiện hết 8 điều đó trong cái đời sống hay không? Nếu chưa có, thiếu một điều nào đó thì chưa phải là quán pháp trên pháp, về giải pháp giải thoát trên pháp. Chưa có phải là quán Ariya Mắt Gá, là cái đạo chân lý cao thượng, chân lý giải thoát ở trên thân và tâm của mình. Thì quán pháp trên pháp là cái quán để đoạn diệt tất cả nguyên nhân phiền não. Nếu người nào mà quán tứ niệm xứ này, Đức Phật nói là từ 7 ngày tới 7 năm sẽ đắc quả giải thoát hoàn toàn. Nếu mà sống trong ngôi chiều trường giữ giới của độc cư thiền định, giới độc cư thiền định, quán tứ niệm xứ này trong vòng 7 ngày tới 7 năm tùy vào cái căn cơ. Ngày xưa nay á là 7 ngày thì chỉ có duy nhất người thôi, đó là ngày Mục Quyền Liên, 7 ngày đắc A-la-hán thì quán tứ niệm xứ. Còn đa phần là lâu hơn. Ví dụ như năm anh em Kiều Trần Như quán tứ niệm xứ phải mất 3 tháng. Có nghĩa là vừa quán vừa tu ở trong tất cả tứ niệm xứ. Nên đó là quán pháp trên pháp. Một loạt chúng ta nói 37 phẩm trợ đạo và tứ diệu đế đó quý vị, thì nó trùng lại nhiều lắm. Cái nào trùng lại thì cái đó là một thôi. Tại vì Đức Phật không có dạy là một loạt như vậy, mà Đức Phật dạy từng phần. Sau này các nhà ghi kinh ta chép lại, thành ra nhiều cái hạng mục trong đó có một trùng lập. Ví dụ niệm thì có mấy cái pháp là có xài niệm chẳng.
Định có biết bao nhiêu pháp xài định ở chồng? Tính có biết bao nhiêu pháp xài tính ở chồng? Tinh tấn có biết bao nhiêu cái tinh tấn xài ở chồng? 37 phẩm trợ đạo, cho thực ra trùng lập bên đó đâu tới 37. Nhưng mà tại sao nói 37? Là tại vì người ta gom ở bài này, gom bài kia, gom bài nọ về mới thấy là tứ niệm xứ, tứ chai cánh tầng cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Thì là người ta đã gom từng những bài dạy của Đức Phật thôi. Chứ thật ra Đức Phật dạy có một bài mà hòa. Dù ra dạy tứ chánh cần là tứ chánh cần, không có cái khác. Đức Phật dạy bát chánh đạo là bát đạo, không có cái khác. Tùy duyên của mọi người, Đức Phật dạy bao nhiêu đó là đủ tu rồi. Dạ quý vị. Rồi sẽ một cái câu hỏi khác. Thầy Quan Hỷ dạy rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cái tâm giải thoát á quý vị, đó là tâm đạo và tâm quả, gọi là tâm giải thoát. Tâm đạo là gì? Tâm đạo là sau khi tu chúng ta được cái tâm đó, gọi là tâm đạo. Mà tâm đạo đạt được á thì là mình phải đoạn diệt 15 cái thành nên kiết sử truyền cái. Đó là thân kiến, nghi, giới, cấm thủ, tham và sân. Đó là năm cái hạ phần kiết sử. Ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và trạo cử là năm thượng phần kiết sử. Và tham, sân, nghi, hôn trầm thị miên và trạo hối là năm truyền cái. 15 cái tâm, thực ra không tới 15 tâm mà nó có chức năng của 15 cái chức năng này. Nó sẽ làm cho chúng ta cột chặt ở ta bà và làm ta che mờ đi bởi những tà kiến và vô minh. Cho nên á, khi chúng ta đoạn được từng phần của nó là cái tâm gốc thì các cái tâm còn lại sẽ đoạn diệt theo. Giống hệt như rắn đi đầu mà cắt cái đầu thì cái đuôi nó sẽ chết theo. Do đó chỉ cần đoạn 15 tâm này thôi thì chúng ta sẽ xuất hiện ra 4 cái tâm. Xuất hiện ra 4 cái tâm, đó là tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả và tâm tứ quả. Chúng ta đoạn được từng tự, đoạn được 3 tâm thì chứng được tâm thứ nhất. Đoạn được mỏng nhạt 5 tâm thì chứng được thứ hai, và đoạn được 5 tâm thì chứng được quả thứ ba. Đoạn được 15 tâm thì chứng được quả thứ tư. Tâm đó được gọi là tâm đạo và tâm quả, thì tâm đó được gọi là tâm giải thoát. Tâm giải thoát là tâm gì? Là tâm đó nó sẽ dẫn mình ra khỏi tam giới. Tâm không giải thoát là tâm gì? Là kiết sử truyền cái, là chức năng để lôi mình vào trong tam giới. Thì 15 tâm đó là dẫn đầu để lôi đi. Dĩ nhiên có nhiều tâm khác nữa. Chúng ta có 121 tâm vương và có 52 tâm sở, là 173 tâm khác nhau, chứ không phải là chỉ có 15 tâm. Mà 15 tâm này là dẫn đầu trong các tâm. Nếu đoạn được 15 tâm này thì các tâm khác sẽ mất theo. Tại tâm này sanh, tâm kia sanh, tâm này diệt, tâm kia diệt. Chỉ đoạn những tâm sanh diệt đầu tiên thôi thì tâm sau nó sẽ mất theo. Còn quá trình tu có thể chúng ta chặt những cái tâm sau, tâm trước thì chặt nào được chặt, người mài nào được mài. Còn nếu mà tu thẳng để đi đến đạt được tâm giải thoát thì ở trong A Tỳ Đàm gọi là tâm đạo và tâm quả. Có 4 tâm đạo và 4 tâm quả. Nếu người đó đủ tuệ thì chỉ còn 8 tâm đó thôi, là 4 tâm đạo và 4 tâm quả. Nếu người đó mà tu tập thiền định để có 4 tâm đạo và 4 tâm quả đó thì người đấy đó sẽ được 40 tâm, là 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Còn người nào không tu tập thiền định mà chỉ tu tập thiền quán Vipassana không mà chứng được thì chỉ có 4 tâm đạo và 4 tâm quả mà thôi. Còn nếu người nào vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, năm chừng mức của thiền định này mà đạt được tâm sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, 5 x 4 bằng 20 thì người đó có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Tâm đạo là gì? Là sau khi chúng ta áp dụng 37 phẩm trợ đạo tu tập đạt được thì đó được gọi là tâm đạo, là tâm sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Và sau khi tâm đạo nó đoạn diệt thì tâm quả của đạo nó sẽ sanh ra. Ví dụ tâm quả đạo nó sanh ra, nó sẽ lôi những người đó đi vào cảnh giới. Ví dụ như tâm quả của A-la-hán là Niết Bàn, còn tâm quả của sơ quả, nhị quả, tam quả đó là cõi người và cõi trời. Ba cõi trời và một cõi người, trời dục, trời sắc, trời vô sắc, và một cõi người là cõi của mình. Như vậy đó gọi là tâm đạo và tâm quả, gọi là tâm giải thoát. Còn tuệ giải thoát, tuệ giải thoát có nghĩa là cái trí tuệ mà đưa đến cắt được những cái tâm
mà dẫn đi vào trong tam giới, thì chính cái tâm tuệ đó là tâm tuệ giải thoát. Có nghĩa là có cái tâm tuệ đó mới cắt được cái tâm kia, còn không có tuệ đó thì không cắt được cái tâm kia. Bây giờ ví dụ chúng ta có kiết sử, đối với ái kiết sử, kiết sử về người, ví dụ như người yêu người thân đi, kiết sử về người yêu người thân, nhưng mà chúng ta có tuệ về thiền quán, về tam tướng học vô thường khổ vô ngã, về tuệ về quán bất tịnh của thân. Nếu chúng ta quán được bất tịnh của thân, thấy thân này là bất tịnh thật sự, và quán được cái tuệ của tam tướng là thấy nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, nên chúng ta kết luận được rằng nó không phải mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình, nên người ta không còn khởi tâm luyến ái nữa. Như vậy có cái tuệ thấy được bản chất của nó, tức là mình đã là thấy được cái bản thể của tất cả pháp, nó là tam tướng học. Chính tam tướng này nó không có làm cho chúng ta sanh tâm tham ái đối với nó nữa, thì cái mà tuệ về hiểu biết được tam tướng này trên bản thể của nó sẽ không làm cho tâm ái nó sanh nữa, là gì ta gọi là tâm ái diệt ở trên cái dòng tuệ đó. Vì tuệ này nó sẽ diệt được tâm ái đó, thì chính cái tâm ái mà không sanh do tuệ này thì tuệ đó gọi là tuệ giải thoát. Nào, cái gì? Tuệ giải thoát có nghĩa là nhờ tâm đó, nhờ cái tuệ đó mà nó đoạn diệt được cái tâm mà ràng buộc, nên tuệ đó là tuệ giải thoát. Còn cái tâm mà chứng đắc được là tâm đạo và tâm quả sau khi tu thì tâm đó gọi là tâm giải thoát. Chính cái tuệ giải thoát mới đưa đến tâm giải thoát, và chính tâm giải thoát mới đi đến giải thoát. Nếu không có tuệ giải thoát thì không sẽ đưa đến được tâm giải thoát. Nên bắt buộc chúng ta phải tu có tâm tuệ giải thoát. Mà tâm tuệ giải thoát nó bắt đầu từ chánh chi kiến, có nghĩa là nhìn đúng sự thật của tục đế và chân đế về một pháp. Mà sự thật chúng ta biết đúng đó, từ từ chúng ta nở ra. Có cái sự thật nó lớn và những cái nó nhỏ, nên chúng ta biết những cái chi tiết, biết cái tổng quan, biết càng chi tiết càng tổng quan, nhiều góc độ, nhiều cái cách khác nhau, thì đó gọi là toàn tuệ. Toàn tuệ thì gọi là toàn tri. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì ngài gọi là toàn tuệ đó, gọi là toàn tri. Còn chúng ta có trí tuệ từng phần, có nghĩa là ở góc này chúng ta biết mà góc khác chúng ta không biết. Ví dụ ở góc độ quẩn ta biết mà góc độ xứ ta không biết. Ở góc độ thế gian ta biết mà ở góc độ giải thoát ta không biết. Ở góc độ tục đế ta biết rất rành, ở góc độ chân đế ta không biết. Ở góc độ là hữu vi chúng ta biết mà ở góc độ vô vi chúng ta không biết. Nhưng mà Đức Phật ngài biết cả góc độ hữu vi, góc độ vô vi, ở góc độ của thế gian và góc độ giải thoát ngài đều biết hết. Thì đó gọi là toàn tri, là biết hết. Còn chúng ta biết chỉ chứng đắc những cái phần nhỏ của trí tuệ lắp ghép mà thôi. Nên chúng ta phải tu nhiều đời, tu nhiều kiểu khác nhau để gom lại những góc độ, chúng ta gom lại hết thành ra một mặt bằng lớn chúng ta biết hết. Khi biết hết nó đủ để cái tuệ giải thoát, nó đủ để đoạn diệt những tâm ràng buộc gọi là kiết sử triền cái, thì sẽ chứng được cái tâm giải thoát. Nếu mà thấp nhất thì chứng được sơ quả của tâm giải thoát. Tâm giải thoát tức là tâm đạo và tâm quả, là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Quý vị, như vậy thì nếu người nào mà muốn tu một kiếp hay là nhiều kiếp chúng ta có thể chứng đạo, thì bắt buộc chúng ta phải đi bằng con đường chánh chi kiến thì lại rơi vào bát chánh đạo được nữa. Nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài nói với ngài Tu Bạc Đà La đó, ở nơi nào mà có giáo đoàn nào có bát chánh đạo, có người thực hành bát chánh đạo, thì giáo đoàn đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo, thì giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Đó có gì. Như vậy thì Tu Bạc Đà La mới xuất gia thành người đệ tử tỳ kheo cuối cùng trong giáo đoàn của nhà Phật. Thôi chúng ta hết giờ nha. Chúng ta nghỉ rồi ghi lại các cái câu hỏi, tuần sau sẽ trả lời tiếp. Xin rất là cảm ơn toàn thể quý vị đã gửi về những cái câu hỏi vô cùng thú vị và sâu sắc ở trên con đường tu tập hạnh giải thoát của nhà Phật. Sẽ đem lại những cái điều tốt đẹp cho quý vị về sau, nếu chúng ta có cái tâm học hỏi giáo pháp của nhà Phật. Thì xin chúc quý vị có một buổi chiều an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân ca đệ tử và chúng sanh.
đều chọn thành Phật